văn: Nhược chư thiên nhân tụng trì thử Đà La Ni giả, kỳ nhân nhược tại giang hà, đại hải trung mộc dục, kỳ trung chúng sanh, đắc thử nhân mộc thân chi thủy, chim trữ kỳ thân, nhất thiết ác nghiệp trọng tội, tất giai tiêu diệt, tức đắc chuyển sanh địa phương tịnh độ, liên hoa hóa sanh, bất thọ thai sanh, ẩm noãn chi thân, hạ huống thọ trì độc tụng giả, nhược tụng trì giả, hành ư đạo lộ, đại phong thời lai, suy thử nhân thân, mào phát y phục, dư phong hạ quá, chư loại chúng sanh, đắc kỳ nhân phiêu thân phong suy, trước y giả, nhất thiết chủng chướng ác nghiệp, tịnh giai diệt tận, cảnh bất thọ tam ác đạo báo, thường sanh Phật tiền, đương tri thọ trì giả, phước đức quả báo bất khả tư nghì nghĩ. Việc dịch: Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tấm gội trong sông, hồ, biển cả. Nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này thuận nhuận thân thể, thì bao nhiêu nghiệp nặng, tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương tịnh độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng. Như người tụng chú đi trên đường, có ngọn gió thổi qua mình. Nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục, thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng, thảy đều tiêu diệt, không còn đọ vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật. Cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn. Lược giảng: Nếu như tất cả hàng trời người thọ trì chú Đà La Ni này, tất cả hàng trời hay người niệm chú Đại Bi tắm gội trong sông, hồ, biển cả. Nếu tắm ở trong sông hoặc trên hồ, biển cả, những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này thấm nhuận thân thể, thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt. Nếu tất cả chúng sanh đang ở trong các sông, biển, ao hồ đó được thấm ướt bởi nước tắm của chư thiên nhân trì tụng thần chú Đại Bi, thì tất cả các nghiệp chướng đều tiêu diệt. Thân thể quý vị tắm nước này mà nước này chạm đến thân thể người khác, thì tội người khác cũng tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương tịnh độ, thì có thể sanh đến các cõi tịnh độ khác, hóa sinh nơi hoa sen, sanh ra ở những cõi nước tịnh độ, được sinh ra từ hoa sen báu, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Không phải chịu từ trong bụng mẹ sinh ra, cũng không phải thấp sanh, phải noãn sanh nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng. Những chúng sinh khác chỉ nhờ chút ảnh hưởng như thế mà còn được vô lượng lợi ích như vậy, huống gì quý vị là người thọ trì độc tụng. Nếu có người trì tụng chú đi trên đường, nếu có ai có thể trì tụng chú Đại Bi khi đi trên đường, có ngọn gió thổi qua mình, bất ngờ cơn gió thổi đến, khi thổi đến thân thể người thọ trì chú Đại Bi, hoặc thổi qua tóc, hoặc thổi qua y phục, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục, thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt. Gió này từ thân những người đang tụng chú thổi qua, hệ các chúng sanh nào gặp được làn gió này thì tất cả nghiệp ác chướng nặng, giết cha, giết mẹ, giết tổ sư, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, thảy đều tiêu trừ, không còn đọa vào tam đồ, lại càng không bị sanh vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không thọ khổ trong ba ác đạo, thường sanh ở trước chư Phật,
và luôn luôn sanh ra ở trước chư Phật. Người trì tụng chú, quý vị thử nghĩ xem, những người trì chú Đại Bi khi gió thổi qua thì các chúng sanh nhận được làn gió ấy, thì các ác nghiệp tiêu trừ được nhiều lợi ích như vậy. Vậy thì người trực tiếp trì tụng, phước đức thật không thể nghĩ bàn. Quý vị thọ trì chú Đại Bi thì được phước đức và quả báo không thể nghĩ bàn, không có điều gì để nói và cũng không có cách nào để biết. Ha ha ha,